Xin chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, hiện nay tôi đang ở cổng đường xuống lễ hội đua mảng Bắc Mê 2019 nha các bạn nhé. Hiện nay công tác chuẩn bị của lễ hội đang diễn ra tấp nập rồi. Và theo thông tin mới nhất thì tôi được biết đó là sáng nay sẽ cúng thần sông, thần Hà Bá, nói chung là thần sông, thần suối, để chiều nay sẽ tổ chức lễ hội đua mảng cho nó thành công tốt đẹp nha các bạn nha. Rồi, và bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới này xem công tác chuẩn bị cũng như là xem cái lễ cúng thần sông thần suối như thế nào nha các bạn nhé. Mời các bạn cùng tôi đi vào trong này xem nha. Đấy. Giới thiệu với mọi người, đây chính là sân vận động Bắc Mê nhé. Và con đường đi xuống lễ hội đua mảng thì cũng được sửa sang đi lại tương đối là thuận tiện. Tuy nhiên là cũng rất là may hôm nay trời nó không mưa. Nếu mà mưa thì đường xuống rất là lầy lội luôn đấy nha các bạn nhé. Như vậy là buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ diễn ra các cái công tác chuẩn bị như là cúng cho thần sông, thần suối này và thổ công này. Và buổi chiều thì đúng 13 giờ thì sẽ diễn ra khai mạc lễ hội đua mảng Bắc Mê 2019 nha các bạn nhé. Và buổi tối thì cũng tại sân khấu này sẽ diễn ra các tiết mục văn nghệ dân gian nha các bạn nhé. Và nếu bạn nào quan tâm thì nhớ nhấn like và nhấn nút chuông để chờ các video tiếp theo của tôi về các lễ hội đua mảng nha các bạn nhé.
Và bây giờ tôi xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. We'll be right back.